Hello, xin chào các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng các anh chị nhà đầu tư quay trở lại những video clip nhận định thị trường và những cổ phiếu tiềm năng của em Tuấn Tú anh chị nhé. Thì ngày hôm nay là ngày 25 tháng 8, chúng ta cùng quay trở lại những cái tin tức mới của thị trường sau những cái cuối tuần vừa rồi anh chị nhé. Anh chị ủng hộ anh chị xem video clip, xem like, ủng hộ cho Tuấn Tú những lượt like, những comment để trái tim và subscribe kênh các anh chị nhé. Đầu tiên thì ngày hôm nay Tuấn Tú sẽ gửi đến các anh chị những cái nhận định về thị trường và cập nhật những cái thông tin mới gần đây về Fed đã công bố, và ngoài ra thì cũng gửi đến các anh chị ba mã cổ phiếu nhận định về ba mã cổ phiếu tiềm năng và đầy hứa hẹn đầy sức mạnh trong những cái bùng nổ trong cái tuần mới tuần tuần tới các anh chị nhé. Vâng, chúng ta cùng đi vào cái nội dung ngày hôm nay luôn. Vâng, thị trường thì cũng đang trong một cái nhịp hồi rất là tốt, và với cái nhịp hồi này thì thị trường đang có khả năng sẽ quay trở lại những cái vùng đỉnh cũ và sẽ chạm về cái vùng mốc 1.300 các anh chị nhé. Về khả năng thì thị trường điều chỉnh thì vẫn có, nhưng cái nhịp lần này thì với em đang nghiêng về cái xu hướng là thị trường khả năng sẽ tiếp tục tăng ra tăng dướng lên và chạm mốc 1.300. Về tại sao vậy thì ngày hôm nay trong cuối những cái phiên vừa rồi thì các anh chị cũng thấy trên báo đài chí thì cũng đã có những cái thông báo tin cập nhật mới nhất về cái công bố của Fed, khi ông chủ tịch Fed Powell đã công bố rằng là đã đến lúc và phải dừng phải dừng cái việc tăng lãi suất và hạ lãi suất anh chị nhé. Thì tất cả những cái thông tin này nó đã làm cho cái thị trường chứng khoán Mỹ hay thị trường thế giới hay những cái tâm lý của nhà đầu tư đang rất là tin tưởng vào cái việc Fed sẽ hạ lãi suất trong đầu tháng 9 này anh chị nhé. Thì Cục Dự trữ Liên bang của Fed đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy cơ quan này sắp hạ lãi suất trong tháng 9. Đó, thì đó là những cái phát biểu mới nhất của ông Van vào ngày 23 tháng 8, và ông Powell khẳng định đã đến lúc điều chỉnh chính sách, hướng điều chỉnh rõ ràng, còn về thời điểm và tốc độ hạ lãi suất thì sẽ phụ thuộc vào cái dữ liệu đầu vào các anh chị nhé. Vậy thì cái việc công bố này thì nhiều nhà đầu tư trên thế giới hay đã có một cái cuộc khảo sát rằng là trong đầu tháng 9 này thì Fed sẽ hạ lãi suất là bao nhiêu. Về việc chắc chắn là Fed sẽ hạ lãi suất rồi, còn lại là sẽ kỳ vọng là Fed sẽ hạ lãi suất là bao nhiêu anh chị nhé. Thì có một cái cuộc khảo sát thì ở Mỹ thì đã khảo sát là sẽ có cái khảo sát là có đến nhiều nhà đầu tư cho rằng là Fed nhiều nhà đầu tư có đấy, ở đây thì có 75% thì nhà đầu tư sẽ đang dự báo là Fed sẽ giảm đến 0,25 điểm anh chị nhé. Nhiều nhiều nhà đầu tư thì dự báo là Fed sẽ giảm là 75%, tức là giảm 0,25 điểm. Còn số ít nhà đầu tư thì dự báo Fed giảm 0,5 điểm thôi. Chỗ này em hơi nhầm một chút, đó là có 25% thì là dự báo là Fed giảm 0,5 điểm, và đến 75% thì dự báo Fed sẽ giảm 0,25 điểm anh chị nhé. Như vậy là cái tỷ lệ nhiều nhà đầu tư hay như là chuyên gia thì thế giới thì cũng đang dự báo Fed là giảm đến 0,25 điểm, một cái mức hạ lãi suất cũng rất là tương đối và kỳ vọng trong tháng 9 này các anh chị nhé. Thì như vậy đó là những là cái thông tin tốt để mà thị trường chung của thế giới Mỹ hay là có tác động cũng ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều nhà đầu tư và thị trường Việt Nam, thì trong cái nhịp tới sẽ là bước vào một cái giai đoạn mà hạ lãi suất thì các nền kinh tế gần như sẽ có cái động lực thúc đẩy tăng trưởng tốt trong cái cuối năm, từ giờ cuối năm năm 24 cho đến sang đầu năm 25 các anh chị nhé. Thì cái việc thị trường Việt Nam ở những cái nhịp lần trước khi mà điều chỉnh giảm thì gần như là có cái sự áp lực giảm mạnh do cái yếu tố về tỷ giá
tỷ giá Việt Nam đồng anh chị nhé, thì cái áp lực này nó đã, hiện tại thì cũng đã được hạ nhiệt và giảm tương đối nhiều khi hiện tại thì tỷ giá về ngoại tệ như ngày hôm nay thì cũng ở mức giữ ở mức dưới 25.000 anh chị nhé, dưới 25.000 Việt Nam đồng trên một đô la. Như vậy là cái tỷ giá thì hiện tại là cũng đã ổn định, cũng gọi là ổn định và không có những cái áp lực nhiều lên cái thị trường chứng khoán Việt Nam anh chị. Và trong cái nhịp này thì thị trường Việt Nam vẫn có một cái kỳ vọng tăng trưởng tiếp và sẽ em cho rằng là sẽ chạm cái mốc mà quay trở lại chạm mốc 1.300 anh chị nhé. Thì ở đây thì em cũng có những cái bài phân tích lần trước thì về phân tích kỹ thuật đúng không ạ, thì em cũng đã phân tích rất là kỹ về thị trường, có hai cái kịch bản, đó là đi tích lũy và tiếp tục đi lên, và kịch bản thứ hai đó là sẽ chỉnh xuống và nếu như thủng 1.275 thì thị trường sẽ bước vào một cái nhịp điều chỉnh lại. Nhưng mà về ở đây thì về phân tích kỹ thuật có em còn sử dụng một cái con bot nữa, thì bot hiện tại của em thì cũng đang cho thấy rằng là VN Index tiếp tục vẫn trên một cái đà tăng và còn khả năng một cái nhịp tăng dướn lên để chạm cái mốc target thứ ba, đó là mốc target ở 1.301 các anh chị nhé. Thì vậy là đó là những cái về phân tích kỹ thuật để các anh chị thấy mình vẫn có cái khả năng để tiếp tục với những cái mã cổ phiếu mà đang cho những cái mức lãi đang tốt thì mình vẫn có thể gồng lãi lên về những cái mốc cao hơn một chút nữa, đó là về cái mốc 1.300 của thị trường anh chị nhé. Rồi, đó là phần thứ nhất, anh chị ủng hộ cho Tuấn Tú những lượt like, những comment, những trái tim và subscribe kênh các anh chị nhé. Chúng ta cùng đi vào cái phần thứ hai, đó là cái phần cổ phiếu tiềm năng. Thì em ngày hôm nay sẽ gửi đến các anh chị ba mã cổ phiếu. Đó là ba mã cổ phiếu, là mã cổ phiếu MSN, cổ phiếu OI và cổ phiếu FPT các anh chị nhé. Thì đầu tiên thì cái cổ phiếu MSN, nhóm ngành bán lẻ, thì MSN thì là một mã cổ phiếu mà đang vào trong đã kết thúc về trong xu hướng chung và dài hạn, thì MSN đã kết thúc một cái chu kỳ gọi là downtrend các anh chị nhé. Đấy, đã kết thúc một chu kỳ downtrend và đã gì ạ? tích lũy tạo nền dài từ tháng 11 năm 23 cho đến nay thì đã tích lũy nền dài và đi theo cái mô hình tam giác anh chị nhé, và đã xác nhận đến hôm nay, tuần trước thì cũng đã xác nhận thoát ra khỏi cái kênh giảm giá và thoát ra khỏi cái mô hình tam giác mà tạo nền đáy anh chị. Đấy, tạo nền đáy anh chị nhé, đó là về cái xu hướng trong chung và dài hạn. Thứ hai là MSN là ngành bán lẻ, thì hiện tại thì ngành bán lẻ nói chung và MSN nói riêng thì đang vẫn đang rất là phát triển một cách ổn định anh chị nhé, phát triển một cách ổn định và vẫn có doanh thu tốt, đều đặn, tăng trưởng đều. Và về phân tích kỹ thuật thì hiện tại thì dòng tiền đang quay trở lại với MSN đang rất là tốt, khi liên tiếp những tuần gần đây, những cái phiên giao dịch gần đây thì dòng tiền đã bắt đầu tăng trở lại và quay trở lại vào mã cổ phiếu MSN. Đấy, một cái điểm MSN hiện tại thì đang rất là đẹp và một cái mô hình hay xu thế dành cho các nhiều nhà đầu tư có thể đầu tư trong ngắn hạn và trung hạn. Với điểm trừ hiện tại thì có một chút đối với mã cổ phiếu này, đó là có cái thông tin rằng là quỹ lớn thứ hai của Hàn Quốc, đó là quỹ Chainbond, quỹ này chỉ sau cái Samsung thôi, thì cái quỹ này đang có thông tin là thông báo là sẽ thoái vốn 9% với MSN. Và gần đây thì cũng sau đó thì cũng có những cái MSN Mansan cũng có lên công bố thông tin đính chính lại cái thông tin này các anh chị nhé. Vì vậy là đây là vẫn là nó là những cái thông tin đồn thổi và cũng chưa phải là thông tin rõ ràng chính thức. Vì vậy là nó vẫn có một cái chút gọi là ảnh hưởng đến MSN hiện tại, nhưng về trong
yếu tố về kỹ thuật hay dòng tiền hay phân tích kỹ thuật thì nhiều thì nó vẫn đang cho thấy rằng Masan đang là một cổ phiếu tốt, và cái thông tin vừa rồi thì gần như sẽ không có cái sự ảnh hưởng lớn đến cổ phiếu MSN các anh chị nhé. Và với những cái yếu tố đó thì cổ phiếu MSN ngành bán lẻ đang vào một cái nhịp chuẩn bị bùng nổ và tăng trưởng trong cái tuần sắp tới hay những cái nhịp sắp tới các anh chị nhé. Hiện tại thì MSN đang rung lắc, tích lũy đi ngang, và đây là những cái điểm mà anh chị vẫn có thể đầu tư vào luôn được trong những cái thời điểm từ vùng giá có thể test nhẹ lại vùng 76, vùng hỗ trợ và tiếp tục đi tích lũy và đi lên anh chị nhé. Thì MSN cũng đã đi tích lũy đi ngang, khi mà vượt được cản và mô hình thì cũng đang đi tích lũy được, đi ngang được 1 2 3 4 5 thì cũng 5 phiên rồi. Vì vậy là sang tuần sau là khả năng MSN sẽ bứt phá, bùng nổ, tiếp đà tăng anh chị nhé. Rồi, đó là mã cổ phiếu ngành bán lẻ. Còn tiếp theo đó là mã cổ phiếu oil, dầu xăng dầu. Công ty dầu Việt Nam thì oil là một trong những cái mã cổ phiếu mà tăng trưởng khỏe mạnh nhất, tăng mạnh trong cái nhịp vừa rồi. Khi mà thị trường có một cái nhịp giảm mạnh thì oil cùng với BSR là hai mã cổ phiếu mà vẫn đang giữ được cái xu hướng uptrend và vẫn duy trì cái đà tăng trong cái nhịp vừa rồi các anh chị nhé. Gần như là không có một cái sự giảm sâu hay là bán ra anh chị. Và ngoài ra thì oil thì vẫn đang đi trong cái xu hướng uptrend cả về trong trung ngắn hạn đến trung hạn, và cái nhịp vừa rồi thì thị trường điều chỉnh và hồi thì oil lại đi tích lũy trong một cái mô hình tam giác. Đấy, đi tích lũy trong mô hình tam giác và đã có những cái phiên xác nhận break ở trong cái ngày 21, ngày 21 tháng 8 thì đã có một cái phiên xác nhận break anh chị nhá. Đấy, break lên với thanh khoản tốt và đã test lại trong hai phiên gần đây, thì cái nhịp test lại này sẽ là cái phiên xác nhận test lại vùng hỗ trợ và tiếp tục bật tăng lên trong tuần tuần tới các anh chị nhé. Thì đó là về yếu tố kỹ thuật và phân tích là oil đang vào một cái mô hình đang rất đẹp, mô hình rất đẹp mà anh chị có thể đầu tư ngay trong những cái phiên đầu tuần, anh chị có thể tham gia vào được ngay đối với oil anh chị nhé. Rồi, tiếp theo là một mã cổ phiếu ngành công nghệ, đó là FPT. Thì đây là một trong những cái cổ phiếu mạnh nhất trong ngành FPT rồi, trong ngành công nghệ rồi, và FPT đã điều chỉnh xong về kỹ thuật, thì FPT đã điều chỉnh xong và đã có cái phiên bùng nổ, xác nhận vượt được cái cản chéo và vượt vùng hỗ trợ giao găm của Ichimoku anh chị nhé, và đã tăng lên. Thì ở cái nhịp vừa rồi thì FPT đã giảm và xác nhận đi theo cái mô hình, đã xác nhận là chạy theo mô hình hai đáy, đáy đáy sau thấp hơn đáy trước anh chị nhé. Thì đó là những cái yếu tố mà đã bắt đầu xác nhận bứt lên khi vượt được cả cái cản ngang đây, thì nó xác nhận vượt cái mô hình hai đáy đúng không ạ, và đã đang bứt lên, và anh chị thấy cũng có những cái phiên hai phiên gần trở lại đây thì cũng đang test chỉnh nhẹ lại, test chỉnh nhẹ lại về sát về những cái vùng giá như 131 hay có thể chỉnh về 130. Từ như vậy là về yếu tố kỹ thuật thì FPT đang một cái nhịp test nhẹ lại từ 130 đến 131, thì đó là cái vùng, đó là cái vùng để anh chị đầu tư khi FPT chỉnh test tỉnh chỉnh test nhẹ lại các anh chị nhé. Thì FPT thì là một mã cổ phiếu mà trong ngành công nghệ thì nhiều anh chị cũng biết rồi, FPT là một tập đoàn rất là mạnh trong ngành công nghệ. Ngoài ra thì còn có một cái mảng đầu tư, đó là bên ngành dược, thì với hệ thống nhà thuốc Long Châu với mã cổ phiếu FDT, thì trong hai quý vừa rồi thì FDT báo cáo doanh thu cực tốt, phải nói là rất tốt khi tăng đột biến trong hai quý vừa rồi mà tăng đến gấp đôi anh chị nhé, tăng trưởng gấp đôi về doanh thu và doanh thu, và mang lại những cái doanh thu lớn cho công ty mẹ của FPT. Vì vậy chúng ta có thể qua nhìn lại về
mã cổ phiếu FRT. Thì FRT cũng đi theo một cái mô hình gọi là hồi phục hình chữ V và bứt phá, break lên khỏi đỉnh, vượt đỉnh và có những nhịp test lại đối với FRT ở vùng giá 183 các anh chị nhé, và rút chân lên. Đó là những cái yếu tố mà khi mà thanh khoản dòng tiền vào thì cực lớn. Như vậy là nó xác nhận một cái xu hướng tiếp theo của FRT tiếp tục theo đà tăng trưởng bền vững và mạnh và đột biến. Và với những cái mã cổ phiếu công ty con mà mang lại doanh thu tốt cho FPT thì công ty mẹ cũng sẽ lại tiếp tục tăng trong những cái tuần tiếp theo, trong cái nhịp sắp tới các anh chị nhé. Thì FPT vẫn là một cổ phiếu rất mạnh từ trên này, khi mà có rất nhiều nhà đầu tư phải nói là trung thủy đối với mã cổ phiếu này, khi cầm những trung và dài hạn rất nhiều. Mà ở trong cái nhịp vừa rồi thì thị trường trung đã giảm đến 7-8%, nhưng với FPT thì chỉ giảm điều chỉnh 3-4% thôi. Như vậy nó thể hiện sự sức mạnh và khỏe hơn thị trường rất nhiều của anh chị nhé. Đó là những cái góc nhìn và phân tích của những cái mã cổ phiếu cơ bản, doanh nghiệp tốt và khỏe, nhiều quỹ nắm giữ cổ phiếu trong trung và dài hạn, và nhiều nhà đầu tư cũng vậy. Vì vậy đó là những cái thời điểm này, là thời điểm khi mà những cái thông tin tốt về vĩ mô ra trong sắp tới, thì những cái mã cổ phiếu này sẽ là những cái mã cổ phiếu dẫn đầu trong những cái nhóm ngành để tiếp tục tăng trưởng và đi lên các anh chị nhé. Và đang cho những cái điểm test nhẹ lại để anh chị có thể tham gia về những mã cổ phiếu này. Vâng, đó là những cái góc nhìn của em về những cái mã cổ phiếu tiềm năng và đầy sức mạnh trong thị trường hiện tại. Một lần nữa cảm ơn anh chị xem video, ủng hộ cho Tuấn Tú những lượt like, những comment, những trái tim và subscribe kênh anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Chúc anh chị vui vẻ vào cuối tuần. Một lần nữa xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào những buổi video clip nhận định thị trường và phân tích những cổ phiếu tiềm năng lần sau. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.